quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đinh Ngọc Hệ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác. Các bị can bị truy tố liên quan đến vụ án chiếm đoạt 725 tỷ đồng tiền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu cầm đầu. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do vậy, việc bán quyền thu phí là bán tài sản nhà nước. Ông Đinh La Thăng giới thiệu và tạo điều kiện cho công ty của Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Sau khi trúng thầu, ông Hệ tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhà nước trong quá trình thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Bị can Nguyễn Hồng Trường bị xác định đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí nhưng không thông qua hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định số tiền các bị can làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 725 tỷ đồng. Thưa quý vị, Sở Y tế Đồng Tháp vừa phát đi công văn khẩn thông báo liên quan rà soát 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi chưa hoàn thành thời gian cách ly đã bỏ trốn. Cả 3 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính virus SARS-CoV-2. Cụ thể, Liu Xue, nam 30 tuổi, Lu Yeu, nam 21 tuổi, Lu Đông Liang, nam 34 tuổi, đều ngụ tại Hồ Nam, Trung Quốc, từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 10, 3 người này đã trốn khỏi nơi cách ly tập trung. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn lập tức truy tìm nhưng đến nay chưa phát hiện. Sở Y tế Đồng Tháp thông báo nếu phát hiện 3 đối tượng này cần tiếp tục cách ly theo quy định. Trong khi đó, thì việc kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền tại các tỉnh miền Trung cũng đang được triển khai rất khẩn trương và tất cả nỗ lực hoàn thành ngay trong chiều nay để tránh ảnh hưởng của bão số 9. Theo đó, để chủ động phòng chống thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão để các phương tiện hoạt động trên biển biết được vị trí, hướng di chuyển và có phương án chủ động phòng tránh. Các cảng vụ hàng hải như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Bình Thuận tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nước cảng biển hoặc tàu thuyền dự kiến đến các khu vực, theo dõi diễn biến của bão, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh trú đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai ngay kế hoạch phòng chống thiên tai tại khu vực quản lý. Đến 11 giờ ngày 27 tháng 10 đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn cho 45.009 tàu với 229.290 lao động. Hiện còn 142 tàu trên 1.118 lao động thuộc tỉnh Bình Định vẫn còn trong vùng nguy hiểm. Các tàu đều được nhận thông tin và đang di chuyển trú tránh. Khẩn trương ứng phó với bão số 9, các tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn neo đậu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định thì hiện đã cấm biển. Tạm thời. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đưa người sang nước ngoài trái phép vẫn đang diễn biến khá phức tạp ở các khu vực biên giới. Mới đây thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triệt phá thành công một số các đường dây chuyên tổ chức cho các cô gái trốn sang Trung Quốc trái phép để làm vợ đàn ông Trung Quốc. Từng lấy chồng và sinh sống bất hợp pháp ở Trung Quốc, đối tượng Đặng Ngọc Diện, 39 tuổi, quê Bình Phước, biết nhiều người đàn ông địa phương có nhu cầu tìm các cô gái Việt Nam làm vợ, nên đã câu kết với 4 đối tượng tại Việt Nam và các đối tượng ở Trung Quốc tổ chức tuyển phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Mỗi phi vụ thành công, các cô dâu được hưởng khoảng 50 triệu đồng, còn các đối tượng môi giới được hưởng từ 5 đến 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cuối tháng 3 năm 2020, Diện và đồng bọn đã tổ chức đưa 3 cô gái vượt biên để gả làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. Là ra sân bay Hà Nội và có người của Hồng đón, đón đưa tới Lạng Sơn. Lạng Sơn thì đi qua đường biên. Trong số các cô gái được Diện đưa sang Trung Quốc có Nguyễn Thị Thanh Linh, 20 tuổi. Sau khi sang Trung Quốc, Linh cũng tham gia vào đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép. Theo lời khai của Linh, khi mới 16 tuổi, thông qua các đối tượng môi giới, Linh vượt biên qua Trung Quốc làm vợ một người đàn ông bản xứ. Mặc dù đã có con chung với người chồng không hôn thú, nhưng do có nhiều bất đồng, Linh đã bỏ con lại cho chồng nuôi rồi về Việt Nam. Tháng 3 năm 2020,
biết một phụ nữ có nhu cầu qua Trung Quốc lấy chồng để kiếm tiền. Linh liên hệ với tổ chức cho Linh và phụ nữ này vượt biên trái phép. Theo kế hoạch, sau khi tìm được người đồng ý lấy làm vợ và nhận tiền của họ, các đối tượng này sẽ bỏ trốn. Đi qua đó khoảng 2 ngày sau thì anh đó có gả Hiền cho chồng Hiền. Thì sau đó thì gả Hiền xong là tụi em mới quay về Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã bóc gỡ 3 đường dây chuyên tổ chức đưa các cô gái từ nhiều tỉnh thành trong cả nước sang Trung Quốc trái phép để lấy chồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố bị can 17 đối tượng về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Có các đối tượng thuê người dẫn đường vượt biên qua Trung Quốc bằng qua các cái đường tiểu ngạch. Sau khi vào lãnh thổ Trung Quốc thì các đối tượng bố trí cho những cái nơi nghỉ trong các khách sạn để những người đàn ông Trung Quốc tới chọn người để lấy làm vợ. Những người tổ chức thỏa thuận với những người trốn đi, tức là gọi là dâu, khi mà được bên gia đình nhà chồng mà cho một số tiền thì người ta sẽ tìm cách trốn ra khỏi nhà chồng và về lại Việt Nam, hoặc là được các đối tượng ở Trung Quốc tổ chức gả vào những gia đình khác để kiếm tiền. Không chỉ phạm pháp luật khi trốn sang nước ngoài, cuộc sống của những phụ nữ bất hợp pháp tại nước ngoài luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro